cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã tiến gần tới đích. Ngày 29 và 30 tháng 4 năm 1975, cuộc tổng công kích trên toàn mặt trận đã diễn ra hết sức quyết liệt. Tiến công kết hợp với nổi dậy, quân sự, chính trị, binh vận, giáp công, sức mạnh tổng hợp của cách mạng đã làm tan rã lực lượng ngụy quân ngụy quyền. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, quân ta tổng công kích trên toàn mặt trận, tiếp tục đập vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của quân đội ngụy Sài Gòn. Hướng Tây Bắc 5 giờ 30 phút, nhận được hiệu lệnh tấn công, quân đoàn 3 đã tấn công tiêu diệt căn cứ Đồng Dù thuộc quận Củ Chi cách Sài Gòn 30 km về hướng Tây Bắc. Đây là hướng phòng thủ vững chắc của địch. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt ở các cửa mở và Đồng Dù, địch phản kích quyết liệt bằng lực lượng pháo binh và không quân chi viện. Các chiến sĩ của ta thông minh dũng cảm, nhanh chóng chiếm được các mục tiêu. 11 giờ 30 phút ta làm chủ hoàn toàn khu căn cứ Đồng Dù. Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 25 tia chớp ngụy bị bắt sống. Hướng Bắc, quân đoàn 1 đánh chiếm thị trấn Tân Uyên, bao vây Phú Lộc và đánh xuống Lái Thiêu, tiêu diệt và làm tan rã sư đoàn 5 bộ binh ngụy. Hướng Tây Nam, đoàn 232 đánh chiếm khu Hậu Nghĩa, chi khu quân sự Đức Hòa, thị xã Tân An, Bến Lức, Trà Cú, giải phóng thị xã Hậu Nghĩa. Hướng Đông, quân đoàn 4 tiêu diệt và làm tan rã sư đoàn 18 bộ binh ngụy, chiếm bộ tư lệnh quân đoàn 3 ngụy, giải phóng sân bay và thị xã Biên Hòa. Hướng Đông Nam, quân đoàn 2 tiến công địch quyết liệt, làm chủ hoàn toàn khu căn cứ nước trong, đập tan các cuộc phản kích bằng xe tăng thiết giáp của địch, sau đó phát triển ra đường 15 tiến mạnh về Long Bình, Sài Gòn. Ở Ven Đô, các lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nổi dậy, phối hợp với các binh đoàn chủ lực mở rộng các vùng giải phóng. Nhìn chung địch đối phó yếu ớt, tan rã nhanh, phần lớn rút chạy hoặc đầu hàng khi bị tiến công. Đến thời điểm này, cuộc di tản của bọn Mỹ và bọn Tay Sai đang xúc tiến với tốc độ khẩn trương nhất và đến lúc kết thúc. Chuyến trực thăng cuối cùng chở đại sứ Mỹ Martin phải thực hiện ngay trên nóc nhà tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, sau đó tẩu thoát ra biển. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, các cánh quân của ta trên các hướng chuyển sang tổng công kích vào nội đô, hiệp đồng đánh thẳng vào trung tâm thành phố, đánh chiếm các mục tiêu đã định vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lịch sử mãi mãi ghi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân thành phố Sài Gòn ta định đón chào những đoàn quân giải phóng. Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, quân ta đã đánh chiếm được hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất, biệt khu thủ đô, bộ tổng tham mưu và tổng nha cảnh sát, đã chiếm được dinh tổng thống và bắt sống được toàn bộ nội các. Tổng thống Dương Văn Minh đã đầu hàng vô điều kiện sau 2 ngày nhận chức. Cho đến ngày 2 tháng 5 năm 1975, trên toàn miền Nam đã sạch bóng quân thù. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc cuộc chiến tranh yêu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Đất nước từ đây đã hoàn toàn độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 4, tại hội trường, khi chúng tôi vào đến trung tâm Đà Nẵng, chúng tôi chạm trán với một nhóm lính Cộng Hòa. Họ đã trốn trong một nghĩa trang. Khi gặp chúng tôi thì họ xin hàng. Nguyễn Công Thành. Tướng Dương Văn Minh vừa làm tổng thống.